Kính thưa tất cả quý khán thính giả. Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023 từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, như vậy là những việc trọng đại cho cuộc đời của tôi đã được tôi lo tạm đầy đủ. Bây giờ là tôi cố gắng làm sao duy trì và phát triển để những ngày còn lại hưởng sự thanh bình trên quê hương Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người từ các ban ngành cho đến những quý khán thính giả ủng hộ tinh thần cho tôi. Quý khán thính giả thấy trong những ngày qua tôi không làm chương trình đều vì lý do đó bận biểu. Có vậy chứ mà rất bận những việc lắc nhắc cũng phải lo giải quyết cho xong rồi đón tiếp bạn bè hoặc là phải giải quyết những giấy tờ. Thưa quý khán thính giả, trên thế giới trong tuần qua, có lẽ việc mà mọi người chú tâm nhất đó là cuộc bầu cử chủ tịch quốc hội ở tại nước Mỹ. Như tôi đã nói ở trong clip trước, để làm chủ tịch quốc hội của nước Mỹ thì phải được các vị dân cử ở nơi đó bầu cho quá bán. Quốc hội của nước Mỹ có 435 dân biểu liên bang bây giờ và con số quá bán là phải được 218 dân biểu bỏ phiếu cho người đó. Đảng dân chủ trong cuộc bầu cử vào năm 2020 họ thắng đa số phiếu và họ đoàn kết nên các đảng viên Đảng dân chủ đã bầu bà dân biểu liên bang Nancy Pelosi làm chủ tịch Quốc hội. Vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, Đảng Cộng hòa đã được đa số ở tại Hạ viện, tổng số phiếu là 223 ghế, nhưng Giờ phút chót người ta nghi ngờ có một người khai gian lận về quá khứ, về tài chánh, vân vân Nên hiện giờ không được chuẩn nhận. Vậy là đảng Cộng Hòa có 222 ghế hiện nay và đảng Dân Chủ có 212 ghế. Nhưng mà trong 222 đảng viên Cộng Hòa có 21 đảng viên Cộng Hòa theo nhóm Freedom Caucus, tức là một nhóm cực bảo thủ ngay ở trong Đảng Cộng hòa, gần y như là một đảng trong một đảng. Nhóm này nói rằng ông Kevin McCarthy là dân biểu liên bang ở Sacramento thuộc tiểu bang California. Là người đã lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện gọi là lãnh đạo khối thiểu số trước đó. Thì những người như ông Andy Biggs ở tại Arizona, ông Matthew Gates ở tại Florida, họ kết lại với nhau và họ bỏ phiếu chống lại ông Kevin McCarthy. Họ nói rằng trong đảng Cộng Hòa ai cũng có thể làm lãnh đạo của đảng Cộng Hòa chứ không thể nào để cho ông Kevin McCarthy làm lãnh đạo của đảng ở tại Hạ Viện vì cho rằng ông Kevin McCarthy không có bảo thủ đủ. Vậy thì những cuộc bầu đầu tiên, ông Kevin McCarthy chỉ có khoảng chừng 200 lá phiếu bầu cho ông. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ có 212 ghế, họ bầu thẳng cho ông Hakim Jeffries là một dân biểu liên bang ở tại New York. Đảng Dân Chủ vẫn là đoàn kết. 212 bầu cho ông Hakim Jeffries. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa là đa số, nhưng lại loay hoay không thể nào bầu được vị Chủ tịch Quốc hội. Đảng Cộng Hòa trong 3 ngày trời loay hoay 12-13 vòng, không thể nào bỏ phiếu được cho một vị lãnh đạo của họ mọi người đều sốt ruột và các vị dân biểu liên bang của đảng cộng hòa mà bầu phiếu cho ông kevin mccarthy họ lên án ông matthew gates dân biểu liên bang ở tại florida là người cực bảo thủ là người chống đối ông kevin mccarthy nhiều nhất họ cho rằng ông matthew gates là người theo chủ nghĩa cá nhân cản đường chống đối không để cho Đảng Cộng hòa có sự đoàn kết và đây là một sự ô nhục của Đảng Cộng hòa chứ không phải là của riêng ông Kevin McCarthy vì Đảng Cộng hòa nổi tiếng là bảo thủ mà lại không thể nào bầu ra được một người lãnh đạo những ngôn từ trao đổi với nhau thật là nặng nề trí chóe không thể tưởng tượng được đến độ dân biểu ở tại Alabama tính tiến tới đánh ông Matthew Gates luôn. Vòng thứ 14, ông Matthew Gates bị các đảng viên Cộng hòa khác ra mặt sĩ vã và tưởng rằng đánh nhau. Nếu không có một vị khác cản ngăn thì có lẽ là đánh nhau thiệt rồi. Như vậy là qua vòng thứ 14, khi ấy tối thứ sáu ngày 6 tháng 1 giờ Washington DC vòng thứ 14 bỏ phiếu ông Kevin McCarthy đã được 216 phiếu 216 phiếu chứ cần có vài ba phiếu đó thôi thì ông được và dân biểu liên bang Jordan ở Ohio là một người rất bảo thủ và được nhóm Freedom Caucus nói rằng là bầu cho ông Jordan thì ông Jordan nói ông chỉ được một số người ủng hộ. Trong khi đó ông Kevin McCarthy được đại đa số của Đảng Cộng hòa, hơn 200 đảng viên Cộng hòa ở tại Hạ viện ủng hộ thì tại sao không theo hình thức dân chủ đa số cơ mà mà cứ còn cản đường không cho ông Kevin McCarthy làm chủ tịch quốc hội và ông Kevin McCarthy ông đã là người điều đình ông biết điều đình ông xuống nước ông chịu nhượng rất là nhiều điều khoản trong đó có một điều khoản ông cho rằng bất cứ một vị dân biểu nào cũng có thể làm một motion tức là một đơn ở ngay tại quốc hội để xin truất vế chủ tịch quốc hội nếu thấy chủ tịch quốc hội có gì sai trái. Ông đã nhượng bước rất là nhiều cho nhóm bảo thủ của phe đảng Cộng Hòa. Và vì như thế nên dân biểu liên bang Jordan người được nhóm Freedom Caucus ủng hộ thì ông nói là tất cả chúng ta phải quay lại ủng hộ cho dân biểu liên bang Kevin McCarthy. Chính vì như vậy cho nên vào đêm thứ sáu ngày mùng 6 tháng 1 Có 216 phiếu rồi Nhưng chưa đủ Và chính vì như vậy nên cựu tổng thống Donald Trump Vì tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Đã đích thân gọi điện thoại cho các vị dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa Chống đối lại ông Kevin McCarthy Và những người chống đối lại dân biểu liên bang Kevin McCarthy quyết định họp một phiên họp ở trong văn phòng cũ của dân biểu liên bang Mark Meadows là một người đã từng làm tránh văn phòng cho cựu tổng thống Donald Trump. Người ta không biết cựu tổng thống Donald Trump làm như thế nào nhưng cuối cùng các đảng viên cộng hòa chống đối ông Kevin McCarthy vào rạng sáng thứ bảy tức là ngày 7 tháng 1 giờ Washington DC các dân biểu đã bỏ phiếu lần thứ 15 và ông Kevin McCarthy đã đắc cử làm chủ tịch quốc hội Thưa quý khán thính giả, từ ngày lập quốc cho tới nay hơn 200 năm có lẽ cuộc bỏ phiếu cho vị chủ tịch quốc hội trải dài và lâu cũng như qua nhiều vòng nhất chính là năm nay. Năm nay, người dân Mỹ gọi History in the Making, tức là lịch sử đang xảy ra và người ta đang nhìn vào sự kiện này. Sau khi mà nước Mỹ thống nhất lại sau cuộc nội chiến vào giữa thế kỷ thứ 19, thì các cuộc bầu cử chủ tịch quốc hội đôi lần cũng có những trục trặc như vào thời điểm năm 1923 đã trải qua 3 ngày bầu cử và 9 vòng bầu cử và đương kim chủ tịch quốc hội của đảng Cộng Hòa lúc đó tái đắc cử nhưng cũng không gây cấn bằng năm nay Vậy thì năm nay theo các bình luận của nước Mỹ, ông Kevin McCarthy là vị dân cử lên làm chủ tịch quốc hội gặp nhiều khó khăn và trục trặc nhất trong lịch sử. Và số phiếu của ông rất mỏng manh. Nên họ dự trù ông sẽ là một vị chủ tịch quốc hội yếu kém. Nhưng thưa quý khán giả, khi mà đã được bầu làm chủ tịch quốc hội, Ông Kevin McCarthy, ông có phát biểu như sau. Thân phụ của tôi có nói, quan trọng nhất là lúc kết thúc kết quả của sự việc, chứ không phải là lúc bắt đầu. Ý ông nói lúc bắt đầu ông có thể có những trục trặc, nhưng hãy xem thử kết quả sau này. Và có những vị dân cử liên bang của đảng Cộng Hòa cho rằng ông kevin mccarthy sẽ là một vị lãnh đạo ở quốc hội rất tốt và rất sáng suốt vì quan điểm của họ người mà đã trải nghiệm sự khó khăn khi mà bắt đầu thì họ sẽ dè chừng và cẩn thận hơn và biết điều đình với mọi phía thì sẽ suôn sẻ hơn đó là quan điểm của họ quan điểm của họ cũng là quan điểm của tôi tôi nghĩ rằng ông kevin mccarthy trong thời kỳ ông làm lãnh đạo thiểu số ở tại hạ viện ông cũng đã biết điều đình với phe đa số đảng dân chủ lúc đó nên ông cũng đã được rất nhiều đảng viên đảng dân chủ yêu mến và tương nhượng thì tôi tin rằng những khóa tới của quốc hội mỹ họp sẽ gặp những điều tốt đẹp khi mà một người lãnh đạo đi tương nhượng với phe đối lập. Thưa quý khán thánh giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thánh giả. Góc nhìn của tôi thì tôi cũng đã chia sẻ đến quý khán thánh giả trước đây. Đó là khi người ta nói đến đa đảng và lưỡng đảng, thì họ ca ngợi như là một mô hình tuyệt hảo. Trong thể chế đa đảng và lưỡng đảng, sau khi đã bàn luận biểu quyết và bỏ phiếu rồi thì họ đồng thuận giải quyết tiến tới một cách nhanh chóng nhưng mà trước đó thì đa đảng về khuyết điểm dễ tạo cơ hội cho những người có mưu đồ cá nhân tìm bằng mọi cách phá bệnh chặn đứng để làm sao cho cá nhân của mình nổi lên như là trong trường hợp kỳ này nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng ông Matthew Gates, dân biểu liên bang ở Florida, là con kỳ đà cản mũi vì theo chủ nghĩa cá nhân populism muốn nổi tiếng, muốn tìm những mưu lợi của mình nên mới gây sự khó khăn bất lợi cho Đảng Cộng hòa như thế. Nhưng may mắn cho nước Mỹ là một quốc gia đã có nền dân chủ lâu đời nhất thế giới hơn 200 năm rồi thể chế này đã vững mạnh và lại là một siêu cường không có một thế lực hoặc một quốc gia nào có âm mưu giật dây đằng sau nên nước Mỹ mới chịu được phong ba bão táp và cuộc bầu cử cuối cùng mới có một vị chủ tịch quốc hội còn những quốc gia khác nếu yếu kém thì chắc chắn những thế lực nước ngoài sẽ đứng đằng sau suối bảy gây thêm sự sóng gió cho đất nước nên ưu điểm của đa đảng và lưỡng đảng thì có sự đoàn kết sau khi bầu cử nhưng lại là mở ra những cơ hội cho những mưu đồ của cá nhân hoặc là những quốc gia muốn giật dây phá hoại sự an ninh của đất nước. Và bằng chứng nước Mỹ cuộc bầu cử chủ tịch quốc hội thì đã thấy có những cá nhân như ông Matthew Gates đã làm cho một sóng gió nổi lên và mọi người rất e ngại. May cho nước Mỹ là một siêu cường và có nền dân chủ lâu đời nên không gặp thêm sự khó khăn bởi những mưu đồ khác của những quốc gia khác. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Cuối cùng, ông Kevin McCarthy, dân biểu liên bang của đảng Cộng Hòa ở tại Sacramento, California, đã đắc cử làm chủ tịch quốc hội. Trong hai năm tới, ông sẽ phải đối phó với nhiều vấn đề vì đảng của ông giàu là đa số nhưng là đa số mỏng manh ở Hạ Viện, vẫn là thiểu số ở Thượng Viện và về hành pháp thì đảng Dân Chủ vẫn đang là người nắm quyền nên ông sẽ phải tương nhượng rất nhiều đối với đảng Dân Chủ là đảng đối lập mà còn phải tương nhượng với những người bảo thủ ở trong đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện. Vì những người đó chống đối ông rất dữ dằn, ông phải biết tương nhượng với những người đó thì mới giữ được ghế chủ tịch quốc hội. Còn không thì họ sẽ motion to remove, tức là ngay tại Hạ Viện họ có thể nộp bằng miệng thôi xin yêu cầu ông kevin mccarthy từ chức thì rất là vất vả vậy thì chúng ta sẽ xem những tháng ngày tới ông kevin mccarthy sẽ lãnh đạo đảng cộng hòa với tư cách là chủ tịch quốc hội như thế nào chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau